Dạ hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các anh chị nha. Trời đất ơi, quỷ thần thiên địa ơi, sau khi mà Phương Lê ha, Phương Lê Hoa hậu đó, coi như là chế lại quốc ca, báo chí lên tiếng, báo chí lên án, rồi cộng đồng lên tiếng, cộng đồng lên án, rồi quá trời quá đất luôn. Thì không một ai coi như là những kẻ mà hiện giờ á đang coi như là phản bác Hồng Ni đó, chửi Hồng Loan rồi đó, không có một kẻ nào lên, chẳng hạn như Kim Ngân nè, Đinh Hoàng Nhân nè, Huấn Bình Dương rồi nè, đó mấy cái thằng mà tự xưng chính nghĩa, ta đây là chính nghĩa mạnh mẽ, trời đất ơi giống chị Hằng, trời ơi cô Hằng, giống cô Hằng lắm, trời ơi cô Hằng là cô Hằng mạnh mẽ lắm, cô Hằng mà ai đụng tới đất nước của cô Hằng, ai đụng tới tổ quốc của cô Hằng là cô Hằng coi như đem lên là coi như là tế mà liền cho ở đó, thấy không? Còn tôi bay là cô hồn chứ cô ơi, giống cô Hằng gì, tôi bay giống cô hồn á, thấy không? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, nè tao nói nghe nè, nếu như giờ tôi đang nói về Hồng Loan với Hồng Ni đúng không, thử nó đụng tới cái tổ quốc tao coi, đụng tới lá cờ, đụng tới những cái thiêng liêng của tổ quốc coi, xúc phạm tới những gì mà tổ quốc đã ghi công, tao đưa con Hồng Loan, đưa con Hồng Ni là tao tế sống nó luôn, tao nói thiệt uy tín luôn đó. Mình sống á, mình phải có tiếng nói công bằng, có tiếng nói công tâm, dám ăn dám nói, thấy không? Chứ đừng cái việc cái lợi ích, thấy không? Tao biết ai cũng bán hàng hết, tao biết mà, ai cũng bán hàng hết, ai cũng kiếm tiền hết, tao biết sợ mất lòng fan nên câm nín câm lặng cho nó qua. Nhưng mà mình á, đã nói góp tiếng nói, thấy không, góp tiếng nói của mình công tâm công bằng, thấy không, thì mình á phải lên án những kẻ đó. Tại sao nó lên nó hở ra cái tụi bay, hở ra cái tụi bay nói tôi yêu nước lắm mà, tôi yêu nước lắm mà, tôi yêu nước giống cô Hằng lắm mà. Cô Hằng yêu nước mà đứa nào tụi bay thấy không? Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu sâu bóp và bông gân, chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. Trương Quốc Huy hay là những kẻ nào mà có hành động nào mà coi như là ảnh hưởng tới đất nước Việt Nam là cô Hằng lên tiếng liền, thấy không? Đó, đó mới gọi là cô Hằng. Còn tụi bay là đang không giống cô Hằng mà tụi bay giống cô hồn, hiểu không? À, tháng 7, tao biết mà, thấy không? Đó, tụi bay chính nghĩa cái gì, thấy không? Tụi bay chính nghĩa cái gì? Chính nghĩa thì nói đi. Tụi bay xưng rồi chính nghĩa rồi ghê lắm mà, trời ơi. Thương cô Hằng, ủa lúc này sao không thấy đứa nào thương cô Hằng, không có không không đứa nào bên cô Hằng chứ vậy? Cái lúc tao khuyên thôi, đừng ai nói gì tới câu chuyện cô Hằng nữa, để cho gia đình cô Hằng yên, chú Dũng yên. Tụi bay lên tụi bay ẵn suốt ngày mà hết view cái hết ẵn nè, ức kỳ á, ngộ ha. Thương cô Hằng tao phải thương là thơm ngon đến giọt cuối cùng, cô Hằng ngon từ thịt, ngọt từ xương, thơm ngon đến giọt cuối cùng rồi chứ. Trời ơi là trời, cái lúc á người ta cần á không gian mạng nó im xuôi, nó lắng dịu xuống, tụi tao lên á, tụi tao khuyên tụi bay á là nên câm cái mồm lại, thấy không? Khuyên thằng Điền Võ câm mồm, tụi bay ùa nhau lên, tụi bay chửi tụi tao hèn chết nhát, rút lui này kia, cái nào không binh vực, không lên tiếng nói cho cô Hằng. Rồi tụi bay nói tới nói gì, nói tiếng nói công bằng cho cô Hằng là tới đâu rồi? Tụi bay cứu được cô Hằng được ngày nào, hay là tiếng đồng hồ nào để khỏi bị tạm gia, bị giam không? Tụi bay có không? Đá đây á, là người ta nói chuyện với ai tụi bay biết không? À, chính chú Dũng là người nói để cho gia đình chú yên. Tụi bay lên tụi bay ẵn, tụi bay la làng, tụi bay coi như là kiếm like kiếm view, rồi giờ không đứa nào nói nữa, hết ai coi rồi. Câu chuyện cô Hằng cái khúc cuối này toàn là cái thứ xàm nách, xàm lông lên nói không à, chứ tụi bay yêu thương cái gì? Hết view rồi đúng không? Hết view kiếm cái khác nói, kiếm cái khác làm đúng không? Tội ghê á, thấy không? Bá qua sư Minh Tệ, cái sư Minh Tệ hết view làm quá, hết view cái đầu là bá qua Hồng Loan. Trời ơi, thì tụi bay cũng đú trend thôi, nên đừng có lên mạng xưng chính nghĩa chính gì hết trơn á, thấy không? Tụi bay là chính nghĩa nhưng mà nghĩa địa đó, hiểu không? Thấy không? Nói á, mình chẳng qua lên mình bá vô mấy cái drama, thấy không? Bá vô mà ra kiếm mà nút thôi, hiểu không? Đừng có xưng chính nghĩa chứ, tao nhục lắm bay ơi nha. Hở ra cái đầu là ta đây là này, ta đây là kia, xưng
không, tao thấy lúc này tụi bay bỏ cô Hằng bỏ một cách bơ vơ luôn. Nếu mà cô Hằng ở ngoài đời nha, nếu cô Hằng ở ngoài đời ngay lúc này chắc cô Hằng cũng không thể nào chấp nhận đứng nhìn một cái người con nuôi bị giành giật tài sản một cách vô cớ như thế, thấy không? Người cô Hằng cũng không có thể nào chấp nhận là những kẻ mà coi như là gì làm rồi quay xe đó, không chấp nhận đâu. Dễ gì, người ta đã đúng là đúng còn sai là sai, làm gì có cái chuyện mà như tụi bay gì nắng bè nào tụi bay che bè đó, không đó. Nên là tụi bay hở ra tụi bay xưng là tụi bay yêu nước, yêu nước giống cô Hằng này cái nọ, thì tụi bay nói đi, cái gì mà đụng tới tổ quốc tụi bay tao nói thiệt. Bây giờ con Lon hay là con Hồng Ni hay là bất kỳ con nào đang nói chung là bạn bè anh em Hồng Lon luôn, nếu mà đụng tới nha, đụng tới cái vấn đề mà tổ quốc tao, lên tao bêm, tao nói tao bêm không còn cái gì, nó thật cái gì ra chuyện đó, thấy không? Đúng là đúng còn sai là sai, tao nói thiệt, tao uy tín luôn á. Nếu mà đặt trường hợp là con Lon á mà nó sai ha, nó sai trong cái vấn đề mà cái chuyện mà lá cờ hay ấy, là nó sai trong cái việc chế mà coi như là quốc ca, hay hoặc là nó nói về tổ quốc ghi công mà mình làm sạch con chim tổ quốc mới ghi công này kia, nói chắc tụi bay ngày ngày chắc tụi bay hả lột đồ tụi bay nhảy ngoài đường không à, đúng không? Đúng không? Trời ơi, bởi vậy ta nói tụi bay lúc này lúc trước là tụi bay bá vô mạng xã hội để nhiều chuyện thôi, hóng drama thôi, nhưng mà tụi bay thấy bây giờ cuộc sống tụi bay là bây giờ nó đường đường chính chính, nó dướng vào mạng xã hội rồi, nó phải kiếm sống trên mạng xã hội rồi thì tao biết. Nhưng mà mai mốt á, tụi bay bỏ cái thói về xưng chính nghĩa rồi xưng này kia nọ đi nha, tụi bay là bá vô drama mà nút thôi, không có chính nghĩa gì ở đây chứ, bớt dốc láo khán giả, lại bớt dẫn dắt khán giả đi ha, đừng có nhảy cà dựng nó làm chuyện cái trò mèo, thấy không? Làm cái trò mèo đó nó mắc cười lắm, thấy không? Đừng có chính nghĩa gì hết trơn, đừng có xưng là tôi yêu nước là phải nói về vấn đề chế là quốc ca, đó một cái lời cái điều xúc phạm đất nước, thấy không? Xúc phạm coi như là quốc ca, nghe, một cái điều thiêng liêng của tổ quốc, liêng liêng của đất nước, thấy chưa? Cái điều đó phải đáng lên án đó, chứ không có cái chuyện mà coi như là hả tụi bay im cho qua chuyện, tụi bay không dám nói về vấn đề đó. Tụi bay đã là người đó. Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu, còn nếu là người tôi sẽ hy sinh cho quê hương đó, thấy chưa? Đó, cái đó mới là gọi là chính nghĩa đó, chứ còn cái thứ mà trời đất ơi chính nghĩa cái gì. Chị Hằng hết view cái tụi bay hết nút, thấy không? Người ta kêu tụi bay im á, tụi bay còn view, người ta kêu tụi bay im còn bán hàng được, tụi bay không im, tụi bay dựng 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 lên rồi bắt đầu đã đời nói giết không ai xem, xàm giết không ai xem nữa, rồi sao kết quả sau cùng là trời ơi, công nhận luật sư mà ta không thấy nó đi bào chữa, thấy không? Luật sư Nhân ta không thấy nó đi bào chữa, ta không thấy nó đi làm án làm gì hết trơn, tao thấy tối ngày nó leo lên trên mạng nó ngồi nó nói không, luật sư gì lạ đời trời, phong bạc dữ quá mấy em ơi, mấy em mai mốt đừng có phong bạc vậy nha, đó đừng có đại gia, đừng có chính nghĩa, đừng có gì xàm ba đế người ta cười chết, hiểu không? Mình bá vô mà nút thôi, kiếm tiền đi, hiểu không? Đó đừng có xưng cái này xưng cái kia ta cười, hiểu không? Hiểu không mấy đứa không? À, bởi vì sau khi mà cái vụ mà cái con cái con Phương Lê là nó chế lời quốc ca rồi bắt đầu là nó nói người ta đào lại cái clip của nó đó, thì cả đám bên kia nó cứng họng hết, cả đám bên kia nó cứng họng hết, không ngờ nó đang ngồi chung như cái loại người mà có thể là không coi như là không tưởng tượng được, nhưng mà chắc có lợi ích hay có cái gì rồi nên coi như là mấy đứa. Nhưng mà tôi nói nè, tôi nói dám chắc chắn như của anh chị luôn, nếu mà tụi này nó chơi mà có lợi ích với nhau thì sau này nó cũng vạch mặt nhau à. Không đường nào mà chạy khỏi nhỉ. Sau này tụi nó cũng vạch mặt nhau à. Qua nhiều cái drama tôi thấy rồi, tốt nhất là đừng có thân với cái người khán giả nào hết, tốt nhất đừng có thân với người YouTube nào hết, đó là tốt nhất. Vì những đứa mà nó lên tới đây, nó lên nó chơi drama rồi, tụi nó sẵn sàng hai mang, tôi uống mặt lẫn nhau ngoài hai mặt. Tốt nhất đừng có giao lưu giao thiệp, câu chuyện mình làm, câu chuyện mình chịu, đừng có quen biết, đừng có phe phái gì với ai, cô chú anh chị, tôi nói thật không thân thích, tốt nhất là như vậy. Bởi những cái thân thích đó, sau này tôi thấy rồi, trong cái drama vàng nó như cái nồi cắm lợn vậy, sao chơi chung với nhau ha,
tỏi cắn nhau làm sùm trời đất, rồi cuối cuộc bắt đầu quay qua phốt nhau, bóc nhau tá lả mình để được cái gì? Để như giặt áo cho người xem lưng cái vết nhơ của mình thôi. Dơ, thấy không? Ngày xưa tại sao mà tôi với chị Hằng là chia sẻ với chị em nhau, chia sẻ rất là nhiều câu chuyện. Tôi nói thật, chia sẻ rất nhiều câu chuyện, nhưng mà chưa bao giờ tôi lấy những câu chuyện đó tôi lên trên mạng để tôi chia sẻ hay là tôi kể với ai bất kỳ. Thật, cái đó là thật, thấy không? Bởi vậy con người mình sống á, cái gì nên chia sẻ là nên chia sẻ, cái gì không nên chia sẻ là không nên chia sẻ. Cho nên á, tụi bay cái đẳng tụi bay là chỉ có level tụi bay tới đó thôi, tụi bay không có hơn được đâu. Còn tao khuyên tụi bay cái gì tụi bay nên nghe tao đi, thấy chưa? Tao khuyên tụi bay cái gì tụi bay nên nghe nè, nghe đây nè, đây mới là chân lý, đây mới là chân ta chân tình nè. Chứ tụi bay đừng có lên chính nghĩa chính đồ, phải nói về cái vấn đề của con Phương Lê. Nó chế lại quốc ca, báo chí lên tiếng, cộng đồng lên án. Tại sao mà tụi bay không lên án cái vấn đề đó mà tụi bay dám xưng chính nghĩa? Tụi bay nói là ta yêu, yêu nước thương dân giống như cô Hằng. Tao thấy tụi bay giống cô hồn chứ không có giống cô Hằng đâu nha. Tụi bay chỉ giống cô hồn thôi, giống cô Hằng. Trời đất ơi là trời, yêu nước thương dân là người ta phải nói. Cái nào mà đụng chạm tới tổ quốc, đụng chạm những thứ thiêng liêng của đất nước mình là phải nói. Tao nói thiệt, bây giờ tao đứng tao nói về cái lẽ phải con Hồng Loan đi, mà Hồng Loan nó thử đi, nó thử nó nói nó chế là quốc ca, nó mà xàm mà đế mà đụng tới tổ quốc, đụng tới đất nước Việt Nam thì người thấy cái cảnh cho tao chửi chứ không còn cái mảnh giáp luôn vợ đó. Cái gì là ra cái đó nha mày, nó như vậy đó, còn chưa dám xưng là chính nghĩa nữa. Tụi bay lại gì xưng chính nghĩa thôi, bỏ đi mà làm người. Trời ơi là trời thôi, lại nha, đừng có xưng chính nghĩa nè, đừng nói giống cô Hằng nè, tụi bay cô hồn thôi chứ cô Hằng cái gì nha. Cô Hằng là yêu nước thương dân, dám chơi dám chịu, không xin giảm án ngày nào, thấy chưa? Thấy không? Không xin ngày giảm án ngày nào, có chơi có chịu, thấy không? Thua là chung chứ không có phun. Còn tụi mày là chơi là chua, thua là phun chứ là tụi bay không có chung đó, tụi bay dơ vậy đó, hiểu không? Nên đừng nói làm gì giống cô Hằng thôi. Cô Hằng có bán hàng, cô Hằng có bị mua chuộc nha. Tụi bay chỉ tháng 7 rồi giống cô hồn chứ không phải cô Hằng đâu nha. À, tụi chính nghĩa nghĩa địa. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè đó, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu ầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị đó. Sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu so bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu so bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.